ngày 20 tháng 10, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, cho biết, cơ quan điều tra Công an quận đang điều tra và truy tìm nhóm côn đồ sử dụng vũ khí đập phá, gây náo loạn nhà hàng Giờ. N số 145 Đỗ Bá, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, vào tối ngày 19 tháng 10. Theo đó, vào 20 giờ 25 tối 19 tháng 10, một nhóm gồm 6 người đi xe máy, bịt khẩu trang, mang theo tuyếp sắt dài hơn 0,5 mét xông vào nhà hàng Giờ. N. Khống chế, đe dọa và đuổi đánh cả nhân viên của nhà hàng khi bị ngăn cản và đập phá tủ bí quầy hàng, sau ngã bàn ghế, khiến hàng trăm thực khách, trong đó có rất nhiều đàn bà đang dự tiệc mừng ngày đàn bà Việt Nam 20/10 hải hốt bỏ chạy. Nhà hàng Giờ N nằm ở khu phố du lịch nổi tiếng của Đà Nẵng, có rất nhiều du khách trong nước và nước ngoài ghé đến. Vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc xảy ra, ông Nguyễn N, chủ nhà hàng, cho biết, sự việc xảy ra quá bất ngờ, nhóm đối tượng này đều là những thanh niên lực lưỡng, có xăm trổ và trên tay có tuyếp sắt dài rất dữ dữ. Khi xông vào nhà hàng lại bịt bí mật mặt nên rất khó nhận diện. Nhà hàng chúng tôi hải ganh bấy lâu chưa hề xảy ra xích mích với ai, nhưng không hiểu gì lý do gì nhóm này lại xông vào quán đập phá. Và trước khi xuất hiện nhóm côn đồ bịt mặt gây rối, đạp phá tài sản, thì trước đó không lâu tôi đã có thu được một số lời đề nghị bảo kê và xin cung cấp thực phẩm cho nhà hàng, nhưng vì lý do đảm bảo an toàn nguồn thực phẩm ổn thỏa từ trước đến nay nên phía nhà hàng đã cân nhắc, từ chối ông Nguyễn N, chủ nhà hàng, cung cấp thêm. Được biết, nhà hàng Giờ N nằm trên khu phố du lịch thuộc quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, là một trong chuỗi các nhà hàng rất nổi tiếng tại thành phố Đà Nẵng. Mỗi ngày đón rất nhiều khách du lịch, du khách nước ngoài như khách Hàn Quốc, Trung Quốc đến để trải nghiệm ẩm thực. Chúng tôi rất mong cơ quan công an vào cuộc, sớm truy tìm tung tích nhóm đối tượng côn đồ dữ hãn, làm rõ ràng nguyên nhân vụ việc, để người dân như chúng tôi được yên tâm hải ganh phục vụ ẩm thực du lịch và trấn an, đảm bảo an ninh trật tự cho du khách khi đến thành phố Đà Nẵng đáng sống.